Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một sản phẩm bất động sản nữa. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin giới thiệu tất cả anh chị đến một địa điểm, đó là xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Thì ngày hôm nay em xin đưa tất cả anh chị đến xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, giới thiệu tất cả anh chị một cái miếng đất xe hơi tới đất nha tất cả anh chị. Tổng diện tích nó là 8.4 công nha tất cả anh chị, 8.4 công là 8.400 mét vuông nha tất cả anh chị, chưa được 10.000 nha, 10.000 là một mẫu, còn này là 8.400 mét vuông. Và cái lô đất này có nhà cấp 4 nha tất cả anh chị, mua lô đất này tặng luôn nhà cấp 4 nha. Và cái hướng của lô đất này là hướng tây bắc nha tất cả anh chị, phía trước lô đất này có kênh khoảng 21 mét nha. Lộ xe hơi tới đất, các anh chị ở khu vực Sài Gòn về xem đất thì cực kỳ thoải mái nha, đi bằng xe hơi nha tất cả anh chị. Thì đây là lô đất giá cũng rẻ đó tất cả anh chị, có nhà cấp 4 luôn nha. Các anh chị mua rồi thì có thể vô ở được nha tất cả anh chị. Nói chung là nhà cấp 4, nhà tường. Em không có review cái căn nhà đó nha anh chị. Các anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ qua bên em xem nhà, gặp chủ nha tất cả anh chị. Lô đất này cách trung tâm Tân Thạnh tầm khoảng 3.5 km, cách trung tâm Tân Thạnh chỉ có 3 cây rưỡi số thôi, điện nước đầy đủ nha tất cả anh chị. Các anh chị khu vực Sài Gòn về xem đất thì về trung tâm Tân Thạnh là mình có thể xem đất nha tất cả anh chị. Từ Sài Gòn về tới Tân Thạnh tầm khoảng 74 km cộng khoảng 3 cây rưỡi km nữa là khoảng 77-78 km là mình xem đất được nha tất cả anh chị. Lô đất cực kỳ đẹp, xe hơi nha tất cả anh chị, lúa hiện tại đang canh tác lúa nha tất cả anh chị. Lúa cực kỳ trúng luôn nha. Lô đất này tổng diện tích là 84.000 mét vuông là 8.4 công nha tất cả anh chị. Có luôn nhà cấp 4 nha, mua lô đất này tặng luôn nhà cấp 4. Và em xin cập nhật giá bán chính chủ là 1 tỷ hết đất nha tất cả anh chị. 1 tỷ hết đất và các anh chị được gặp chủ thương lượng giá nha. Chủ sẽ bớt chút đỉnh về giấy tờ đó. Nói chung là lô đất như thế này là giá cực im nha. Chỉ có 8.4 công là 84.000 mét vuông. Nói chung lô đất này rất là thích hợp cho các anh chị làm lúa hoặc là trồng sen nha. Như túi tiền tầm khoảng 1 tỷ 2 trở lại á, 1 tỷ 1 đồ trở lại, mình mua lô đất này cực kỳ hợp lý nha. Có nhà cấp 4 luôn. Các anh chị có nhu cầu và cảm thấy sản phẩm này ưng ý thì hãy liên hệ qua bên em nha. Gọi vào số điện thoại 0828367167 để gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Em sẽ tư vấn cái sản phẩm này, tư vấn những cái sản phẩm phù hợp vào túi tiền của tất cả các anh chị nha tất cả anh chị. Hiện tại bên em đang nhận tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo yêu cầu nha tất cả anh chị. Các anh chị hãy cần những cái sản phẩm như thế nào á, tìm kiếm những cái sản phẩm phù hợp về túi tiền mình ra sao, hay đất ruộng, hay đất lúa, nền thổ, hay là đất cần số lượng lớn như thế nào, các anh chị hãy bình luận dưới video. Cần thiết thì để theo hướng nữa, mình sẽ tìm theo đúng theo cái sự mong muốn của tất cả anh chị nha. Đây trên màn hình tất cả anh chị ha, nhìn rất là rõ thì đây là lúa ha. Đây là cái ngôi nhà có nền đó. Nói chung thì tổng diện tích là 8.400 mét vuông, thì có nhà cấp 4 luôn. Em không có review căn nhà cấp 4 nha tất cả anh chị. Giá là 1 tỷ, giá như thế này là cũng chuẩn đó nha tất cả anh chị. Nói chung đầu tư được nha tất cả anh chị. Các anh chị nào cần những sản phẩm như thế này, mua để canh tác lúa hay là mua để trồng sen thì rất hợp lý nha. Đường xe hơi tới đất nha, đất cực kỳ đẹp luôn. Đây là một cái lô đất có diện tích là 8.400 mét vuông, tặng luôn căn nhà cấp 4 nha tất cả anh chị, giá là 1 tỷ. Thì anh chị sẽ được gặp chủ thương lượng về chính chủ nha tất cả anh chị.
Hướng của lô đất này là hướng Tây Bắc nha các anh chị. Lộ đan 3m các anh chị từ Sài Gòn về á, xem lô đất này thì đi xe hơi thoải mái nha các anh chị. Đất lô đất này thuộc xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Hiện tại đang canh tác lúa 3 vụ nha các anh chị. Nói chung thì các anh chị có thể mua cho thuê. Nói chung vùng này á thì làm lúa cực kỳ trúng. Cho thuê cũng cực kỳ đơn giản nha các anh chị. Phía trước nhà có một cái cây mít nè, trái rất là nhiều ha. Thì giá cho thuê trên thị trường hiện tại thì đối với lúa 3 vụ thì từ 18 đến 24 triệu nha trên một năm nha các anh chị, tùy do mình thương lượng nha. Đây mặt tiền là ngang 40m nha các anh chị, chạy dài vô 200 mấy chục mét á. Mặt tiền lên tới 40m nha, vô 200 mấy chục mét. Lô đất cực kỳ đẹp, đường xe hơi. Nó rất là phù hợp cho các anh chị nào mua để cho thuê nha. Hoặc là ở đó là có nhà vô mình ở luôn nha. Đó, bán luôn căn nhà nha, các anh chị tặng luôn căn nhà cấp 4 nha. Đất cực kỳ đẹp, các anh chị từ Sài Gòn về xem lô đất này thì tầm khoảng 77-78 km là tới đất. Còn những khu vực lân cận thì cứ về tới trung tâm Tân Thạnh là mình có thể xem đất nha các anh chị, chạy tới đất tầm khoảng 3,5 cây số nữa là được. Thì hướng của lô đất này em xin nhắc lại là hướng Tây Bắc nha các anh chị, phù hợp cho các anh chị nào hợp với hướng Tây Bắc nha. Đây em có quét la bàn cho anh chị xem qua đó, hướng là hướng Tây Bắc đó, tức hợi đâu đó. Thì khoảng cách thì em cũng đo quét trên bản đồ nè. Khu vực này thì điện nước đầy đủ nha các anh chị, đường xe hơi, điện nước đầy đủ luôn. Cách trung tâm Tân Thạnh rất là gần. Nói chung là mình đi chợ này kia cũng thoải mái ha. Phía trước có con kênh nữa nha các anh chị, tầm 21m. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước, lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.